Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in để bàn của cái hãng Intermax. Thì đây là dòng máy in để bàn có model đó là PC43D. Thì nếu sau đây các bạn có thể gặp những cái chiếc máy này mà nhưng nó đi kèm với một thương hiệu khác đó là Holywell thì các bạn đừng bất ngờ, tại vì là hiện nay hãng Intermax đã đạt được quyền sở hữu của hãng Holywell đã mua lại cái thương hiệu của Intermax. Nên sau đây nếu mà thì đây là dòng máy để bàn của hãng Intermax. Thì về model PC thì Intermax ra hai phiên bản chính, đó là PC43D và PC43D T. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người đó là dòng PC43D. Thì hai phiên bản này khác nhau cái gì? Thì PC43D là D là direct thermal, T là thermal transfer. Thì đây là hai dòng, một là dòng in cảm nhiệt, in gián tiếp, hai đó là dòng in nhiệt trực tiếp. Thì một dòng là mình sử dụng mực, còn dòng kia thì mình không sử dụng mực mà mình sử dụng cái giấy để cảm nhiệt để mình đi. Thì Intermax đã phân biệt ra cho hai dòng như vậy để mình khuyên dùng những sử dụng những dòng nào thì mình sẽ sử dụng đúng những model dòng máy đó. Thì những dòng máy in nhiệt trực tiếp này thì rất phù hợp sử dụng cho các đơn vị vận chuyển, hoặc là các cửa hàng thực phẩm để dán lên trên những cái tem nhãn hoặc là những cái sản phẩm như rau, thịt hay gì đó mà ra, tại vì nếu mà sử dụng mực thì nó sẽ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của các bạn, hoặc là như các đơn vị vận chuyển thì cần phải nhân gọn, thì không cần phải tháo các mực, chỉ cần bỏ giấy vào in thì rất ưa chuộng ở các đơn vị vận chuyển logistics. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in cũng như là độ sắc nét của chiếc máy PC43D này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về chất lượng in của máy. Thì đây là dòng máy 203 dpi cho mọi người, nếu mọi người có nhu cầu lên 300 hay là đó là mọi người có thể cấp chất riêng. Thì đây là dòng máy 203 dpi, sẽ tiến hành in cho mọi người xem về cái độ sắc nét cũng như là cái tốc độ in của nó. Đây mọi người, máy này có thể in tốc độ tối đa lên tới 7.4 in/s, một tốc độ rất là ấn tượng nha, 7.8 in. Em sẽ in với tốc độ nhân tiếp cho mọi người xem cái khả năng in của máy. Mọi người có thể thấy là nét chữ rất là rõ ràng và nét nhá, rất đẹp nhá. Đây là dòng máy in cảm nhiệt. Rồi, em sẽ in tiếp. Đây là tốc độ in nhân của máy nhá. Mọi người có thể thấy là máy in rất là ấn tượng. Rồi, em sẽ in thêm một vài con để cho mọi người xem khả năng in để nó đi. Tốc độ in nhân như vậy nên nó sẽ phù hợp rất nhiều so với đối với các đơn vị logistics, tại vì cần phải đóng hàng hay vận chuyển hàng, lúc mà nhận hàng là phải in bill cho khách hay gì đó thì nó rất là tiện nhân, nó có thể in được tất cả mã vạch 1D, 2D và nội dung chữ số tiếng Việt bình thường. Thì vừa rồi em đã giới thiệu sơ qua một số tính năng cũng như là những ưu điểm nổi bật như một số cái ứng dụng trong một vài lĩnh vực của đối với máy PC43D này của hãng Intermax. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm thông tin chi tiết về những chiếc máy in bảo mật, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào đường link trang web thegioibaovat.com để biết thêm chi tiết. Thì em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.